Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Realme 11 series sắp sửa được giới thiệu. Dòng Realme 10 được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái và cung cấp các thiết bị ấn tượng với màn hình và hiệu suất tuyệt vời. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, chúng ta đã có những báo cáo đầu tiên về dòng Realme 11 đã đạt chứng nhận BIS và sắp được ra mắt tại Ấn Độ. Hoạt động kinh doanh của Realme chủ yếu dựa vào smartphone giá rẻ và tầm trung. Thương hiệu này cũng đã lên kế hoạch cho một số sản phẩm chủ lực, nhưng chúng không hoàn toàn thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng như các sản phẩm giá cả phải chăng hơn. Dòng sản phẩm mới này sẽ bao gồm 3 phiên bản là Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro và có khả năng là Realme 11 tiêu chuẩn. Các dò dỉ đầu tiên nói rằng phiên bản Pro sẽ có màn hình 6,7 inch Full HD Plus với RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong 1TB. Máy được đồn đoán sẽ trang bị viên pin khá lớn là 4870 mAh và khả năng sạc nhanh 67W. Thiết bị có thể sẽ ra mắt với Android 13 ngay khi xuất xưởng. Tin tức thứ hai trong ngày, Xiaomi tuyên bố flagship tiếp theo có pin ảo nhất thế giới. Mới đây, Xiaomi đã tuyên bố rằng Xiaomi 13 Ultra sắp ra mắt sẽ có thời gian sử dụng lên tới 60 phút dù chỉ còn 1% pin. Điều này có được nhờ vào chip SoC P2 và chip SoC G1 do hãng phát triển. Xiaomi 13 Ultra sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 4 với hệ thống máy ảnh được điều chỉnh bởi Leica. Trước thời điểm ra mắt, Xiaomi đã hé lộ các tính năng cùng với hiệu suất pin ấn tượng của chiếc điện thoại này. Với sự trợ giúp của chip SoC P2 và SoC G1, Xiaomi tuyên bố rằng nó sẽ giúp cải thiện pin của điện thoại ngay cả khi chỉ còn 1% pin, có thể sử dụng điện thoại trong 60 phút hoặc gọi điện thoại 12 phút. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ áp dụng được khi thiết bị ở chế độ pin khẩn cấp. Ngoài ra, Xiaomi 13 Ultra còn được xác nhận sẽ có khả năng nhiếp ảnh hết sức ấn tượng, hiệu năng đến từ Snapdragon 8 Gen 2 vô cùng mạnh mẽ, cùng viên pin 4900 mAh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh 90W. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, smartphone tầm trung Vivo lộ thông số hấp dẫn. Dòng Vivo V27 đã ra mắt thị trường cách đây không lâu với những trang bị đáng giá. Nhưng hiện tại đã có thông tin về phiên bản kế nhiệm của nó là Vivo V29 Pro. Theo nguồn tin từ 91 Mobile, Vivo V29 Pro trang bị màn hình cong với tấm nền AMOLED 6,7 inch. Thiết bị được cho là sẽ chạy con chip Dimensity 8000 series kết hợp cùng 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Về camera, Vivo V29 Pro dự kiến còn có cảm biến chính 64 chấm, hỗ trợ OIS. Camera trước của máy có độ phân giải 50 chấm, viên pin có dung lượng 5000 mAh kèm sạc nhanh 66W. Báo cáo cũng tuyên bố rằng V29 Pro sẽ được cài sẵn Android 13, có cả bế vân tay bên dưới màn hình cùng mặt lưng có thể biến đổi màu sắc. Thiết bị dự kiến được ra mắt tại Ấn Độ trong khoảng thời gian tháng 8 hoặc là tháng 9 và nhiều khả năng sẽ không có hàng chính hãng tại Việt Nam. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.